Hello tất cả mọi người, hôm nay đây mình xin giới thiệu cho mọi người và các bạn biết về một lễ hội của văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, đó chính là lễ dân y Kathina. Lễ dân y Kathina của đồng bào Khmer Nam Bộ được tổ chức hàng năm trong một tháng từ ngày mãn hạ, bắt đầu từ ngày rằm tháng 9 đến ngày rằm tháng 10 âm lịch. Trong vòng một tháng này thì mỗi chùa sẽ ấn định một ngày cụ thể để cho Phật tử cả trong và ngoài phương sóc tiến hành lễ. Lễ dân bông, dân y cà sa của đồng bào Khmer thường diễn ra trong hai ngày. Ngày đầu tiên diễn ra tại nhà, các sư sãi đọc kinh cầu nguyện cho phương sóc được an lành và hạnh phúc. Ngày thứ hai, đồng bào Phật tử trong phương sóc sẽ tổ chức một đám rước quanh phương sóc và xung quanh chánh điện như minh chứng cho lòng thành của họ. Trước khi làm lễ dân bông và dân áo cà sa lên sư sãi, để tăng thêm phần long trọng cho đám rước, nhiều gia đình còn kết hợp các loại hình nghệ thuật truyền thống vào lễ rước như tổ chức hát, múa rô băm, dù kê. Kathina là một lễ truyền thống góp phần tạo nên sự đa dạng trong văn hóa Khmer, là nét chính thể hiện tâm thức của người Khmer đối với văn hóa dân tộc